Trong trận đấu ngày hôm nay, Kim Bom Jin cũng thi đấu rất hay và anh cũng là người chuyên gia để cho Trevor Watts san bằng tỷ số 2 đều. Và bây giờ Kim Bom Jin sẽ là người đá quả luân lưu đầu tiên dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Kim Bom Jin đối đầu với Huỳnh Tuấn Linh. Rất đơn giản, tỷ số luân lưu là 1-0 nhưng về phía Hoàng Anh Gia Lai. Thường thì những đội bóng thoát điểm ở những phút cuối sẽ là đội có lợi thế tâm lý trong loạt sút luân lưu. Và Kim Bom Jin đã mở hàng rất tốt cho Hoàng Anh Gia Lai ở loạt sút luân lưu. Bây giờ Chesma sẽ đối mặt với Nghiêm Xuân Tú. Xuân Tú rất đơn giản, tỷ số luân lưu là 1-0. Mặc dù Chesma đã đoán đúng hướng nhưng quả đá phát đền của Xuân Tú là tương đối khó, bóng đi sát cột dọc. Đây là Trevor Watts, người ra bàn tỷ số 2 đều trong thi đấu chính thức. Trevor Watts để đi tiếp trong trận đấu ngày này đã dứt điểm không thành công trên chấm phạt đền. Không cần thiết phải thực hiện một cú sút mạnh như thế này. Bóng đi vào sang ngang. Là người hùng giúp cho Hoàng Anh Gia Lai san bằng tỷ số 2 đều nhưng Trevor Watts lại không thành công. Còn bây giờ Diachenko, người thành công ở quả đá phạt đền ở phút thứ 86. Liệu có lần thứ hai đánh bại Chesma hay không? Không vào! Tỷ số luân lưu vẫn là 1-0. Ở loạt sút luân lưu thì Diachenko lại không thắng được Chesma. Rất kịch tính. Rất kịch tính. Chesma đã đoán đúng hướng và đổ người kịp thời. Tỷ số luân lưu vẫn đang là 1-0. Người thiện quả sút thứ 3 dành cho Hoàng Anh Gia Lai đó là Triệu Việt Hưng. Việt Hưng rất kỹ thuật. Việt Hưng đã đánh lừa được Tuấn Linh. Đặt lòng rất căng vào góc cao bên phía tay trái của Triệu Việt Hưng. Đào Nhật Minh sẽ là cầu thủ thực hiện quả đá thứ 3 cho Than Quảng Ninh. Rất hồi hộp. Đào Nhật Minh tỏ ra khá căng thẳng, nhất là sau khi Chesma đẩy được cú sút của Diachenko. Nhật Minh rất đơn giản, Nhật Minh đánh lừa được Chesma. Tỷ số luân lưu là 2-0. Mỗi đội đều có một cầu thủ thực hiện không thành công, đó đều là những tiền đạo Trevor Watts và Diachenko. Bây giờ là Văn Toàn, người thi đấu nổi bật nhất bên phía Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu ngày hôm nay.
Hoan. Rất đơn giản, một pha dứt điểm rất đơn giản vào chính giữa khung thành và nụ cười rất tươi của người bố của Văn Toàn trên khán đài sân vận động Cửa Ông. Tỷ số luân lưu là 3-2. Trung Hiếu sẽ là người tiếp theo đá luân lưu cho Than Quảng Ninh. Trung Hiếu cũng rất đơn giản, Trung Hiếu đã đánh lừa được Sesma. Ba đều ở loạt sút luân lưu. Bây giờ cả hai đội sẽ bước vào quả đá quyết định. Vũ Văn Thành sẽ là người đá quả đá cuối cùng cho anh Gia Lai ở loạt sút 5 quả đầu tiên. Rất căng và quyết đoán, bóng đi sệt và đi vào góc chết. Tuấn Linh đã đổ người đúng hướng nhưng cũng không thể bắt được cú sút phạt của Vũ Văn Thành. Bốn bàn dành cho Hoàng Gia Lai ở loạt sút luân lưu. Bây giờ sức ép sẽ đè nặng lên vai của Xuân Hùng. Xuân Hùng cũng rất đơn giản, 4-4. Bây giờ thì cả hai đội sẽ bước vào và sút luân lưu knock out. Nguyễn Phong Hồng Duy sẽ là người thực hiện quả đá thứ 6 dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Duy đối đầu với Huỳnh Tuấn Linh. Hồng Duy rất nhẹ nhàng và đơn giản. Hồng Duy cũng đã đánh lừa được Tuấn Linh. Lợi thế tâm lý lại đang thuộc về các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Lực đi không quá căng nhưng Hồng Duy đã đánh lừa được Tuấn Linh. Còn bây giờ, Nevin Lacho sẽ là người thực hiện quả đá dành cho Than Quảng Ninh. Không vào, bóng đi vào xa càng và trận đấu đã kết thúc. Hoàng Anh Gia Lai đã đi tiếp với chiến thắng 5-4 trên loạt sút luân lưu. Cũng là một cú sút rất căng của Nevin Lacho. Nó gần giống với cú đá của Trevor West. Hoàng Anh Gia Lai đã đi tiếp với thắng lợi 5-4 ở loạt sút luân lưu. Hai cầu thủ thực hiện không thành công bên phía Than Quảng Ninh đều là những cầu thủ ngoại Diachenko và Nevin Lacho. Một trận đấu hay, hấp dẫn đã được các cầu thủ Than Quảng Ninh và Hoàng Anh Gia Lai trình diễn trên sân vận động Than Cửa Ông. Một trận cầu thực sự kịch tính. Tưởng chừng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay của Than Quảng Ninh. Ở những phút bù giờ thì Trevor West đã đưa Hoàng Anh Gia Lai có thêm cơ hội. Mặc dù không thực hiện thành công ở loạt sút luân lưu, nhưng Trevor West cũng không phải buồn bởi